chút mình phải làm là không được đó. Có chỉnh đồng hồ chỉnh áp lên luôn được lên 4 tấn V là 6-8 rồi vẫn thoải mái. Cái này mình rút đi rút về ha, chứ không có tạo cả hả? Rút đi rút về về không muốn nhắc từ 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 chứ nó không có trả về, chứ không có trả về mình trả về mình cũng khó canh lắm. Mình đưa nó vô gần tới cái mí đó mình dừng lại mình canh canh xong mình thẳng luôn. Còn trả về cái cỡ đó là nó không có cỡ hả? Cỡ thì chưa chỉnh cỡ hả? Mình chỉnh cỡ chứ độ tới tới đó nó cứng rồi thôi á, sát thôi ha. Mình... cái đó là mình chỉnh cái áp lực. Nếu mà con tán là tán 6 ly á, mình cần nó tán 6 ly thì chỉnh áp lực. Và tới đó là nó không mình ra gì ăn gì nó vô hết là ok tới đó rồi. Nó còn tán lớn rồi nó đủ rồi. Nó là đủ rồi, nó không có nó không có hơn nữa. Đúng rồi. Đi hết đêm luôn nó cái bài đó. Đây. Vô trăm tí. Ba tấn ngô. Còn ép tấn 6 bên hạ xuống lại. Ha. Hạ xuống lại theo tán về theo tán về quanh. Cái này thì mình đầu tư lần nhưng mà đỡ tốn thợ, chứ còn một anh thợ làm khỏe luôn. Nó có loại đứng, loại đứng B là cực hơn B là cái này loại này B là một anh cứ để vô là căng đúng mình đẩy vô là xong.